Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về phong thủy thờ cúng. 9 điều kiêng kỵ quan trọng trên bàn thờ ngày Tết. Bàn thờ là nơi quan trọng nhất trong một gia đình nên luôn phải giữ gìn sạch sẽ, trang trọng, tôn kính. Đó là nơi các thành viên trong gia đình dùng để giao tiếp với thần linh và tưởng nhớ về công lao ân đức của ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Do vậy, việc thờ cúng bài trí bàn thờ, nhất là bàn thờ trong ngày Tết Nguyên đán, dịp đầu năm mới là điều rất quan trọng. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy cũng cho rằng việc bày trí bàn thờ, thờ cúng đúng không chỉ thể hiện nét văn hóa tâm linh mà qua đó còn giúp mang lại những điều may mắn, phúc lộc cho gia đình. Dưới đây là 9 điều kiêng kỵ trên bàn thờ bạn nhất định phải biết để tránh mạo phạm tâm linh. 1. Không được để bát hương trông tranh không chính giữa bàn thờ. Trên bàn thờ thường có 3 bát hương, bát chính giữa to nhất để thờ các quan tổ công, thổ thần táo quân. Hai bát hai bên là thờ ông bà tổ tiên của gia đình. Với những gia đình có điều kiện thì thường có thêm ngai thờ đỉnh đồng kèm theo trên bàn thờ. Còn các gia đình bình thường thì nên có thêm đèn dầu hoặc nến thắp sáng mỗi khi thắp hương. 2. Không dùng bát hương bằng đá trên bàn thờ. Bát hương trên bàn thờ gia đình nên dùng bát hương bằng sứ hoặc có điều kiện thì có thể dùng bát hương bằng đồng, tránh dùng các bát hương bằng đá bởi nó chỉ phù hợp với các đền, miếu, chùa. 3. Tuyệt đối không xê dịch bát hương trong những ngày Tết. Bát hương sau khi đã được ăn muối chính vị phải để nguyên, không được xê dịch hay chuyển sang bên phải hoặc bên trái bàn thờ, bởi điều này sẽ không tốt. Sau ngày 23 tháng Chạp, tức ngày ông công ông táo lên trời, ta có thể lau dọn bàn thờ, hay còn gọi là bao sái bàn thờ. Người làm thường là đàn ông, trước khi làm nên tắm rửa sạch sẽ, thanh tịnh. Khi rút chân hương thì rút từ từ, tránh để vương vãi cho trong bát hương ra ngoài. Để lại chân hương trong bát phải là để số lẻ, và các chân hương sau khi rút ra có thể mang ra sông, hồ hoặc hóa. Nếu kệ hoặc bát hương bị kênh thì phải dùng giấy tiền hoặc vàng mã để kê, không dùng các thứ khác. 4. Đồ lau bàn thờ không được dùng đồ bẩn mà phải là đồ riêng. Các khăn lau, chổi quét trên bàn thờ phải là đồ mới và đồ dùng riêng, tuyệt đối không dùng các loại đã qua sử dụng hay để bẩn, bởi bàn thờ là nơi trang nghiêm sạch sẽ. Giữ cho bàn thờ sạch, sử dụng đồ riêng mới sẽ giúp thể hiện sự kính trọng, tôn kính. 5. Không đặt bàn thờ theo các hướng xấu, hướng độc. Hướng của bàn thờ không được ngược hướng với nhà, bởi đây là điều đại kỵ và rất độc. Nên chọn hướng hợp với tuổi của gia chủ. Bàn thờ không được đặt ở cuối lối đi, nếu đường đi đâm thẳng vào vị trí bàn thờ sẽ gây tổn hại đến cung tài lộc, nhân đinh của gia đình. Bàn thờ không được đặt đối diện với nhà vệ sinh, để người trong nhà tránh được bệnh tật, đau ốm. Bàn thờ nếu để đối diện với nhà bếp sẽ gây tranh cãi, tính tình gia chủ nóng nảy. Nếu đặt dưới cầu thang sẽ khó có cơ hội phát triển. Nếu đặt bàn thờ trên đất đồi lõm sẽ khiến gia chủ gặp khó khăn. Nếu phía trên, dưới, phải, trái, bên phải bàn thờ có cửa sổ thì chủ nhân dễ bị tán tài. Không đặt bàn thờ trên nóc tủ. Bàn thờ gia tiên tránh đặt giữa nhà. Bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật không nên đặt đối diện nhau trong cùng một gian phòng. Vật liệu làm bàn thờ nên sử dụng gỗ mít, long não, đàn hương và nên điêu khắc thủ công là tốt nhất, do các loại gỗ này tránh mua mọt, có thể sử dụng từ đời này sang đời khác. 6. Không nên thờ bác họ trên một bàn thờ. Như đã nói ở trên, bàn thờ chỉ nên thờ quan thần linh, thổ công, táo quân trong gia đình và thờ hai bên nội ngoại. Ngoài ra không nên thờ thêm. Họ nội đặt bên trái, còn họ ngoại thì đặt bên phải. Một số gia đình có thể lập thêm bàn thờ phụ để thờ bà cô ông mãnh, người mất lúc còn trẻ. Điều này hoàn toàn bình thường và sẽ giúp được mọi thứ được tốt hơn. 7. Thường xuyên lau dọn bàn thờ để giữ cho sự sạch sẽ, thanh tịnh. Ngoài ra, cố gắng nên dùng hoa tươi khi cúng lễ, thắp hương, tránh dùng hoa giả. Các đồ cúng lễ phải là cần thanh tịnh, sạch sẽ. Tuyệt đối tránh việc thử đồ trước khi dâng lên cúng lễ. Không nên đặt chậu cây lên bàn thờ mà có thể để một cành đào nhỏ. 8. Không đặt những đồ linh tinh lên bàn thờ. Trên bàn thờ kỵ đặt các vật linh tinh, dao, kéo, thuốc men. Không được dùng tủ thờ làm nơi cất giữ đồ đạc, bể cá, vô tuyết, loa đài. Điều này sẽ làm mất đi sự thanh tịnh, trang trọng của bàn thờ. 9. Không dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Tuyệt đối không dùng cát để thay cho trong bát hương, bởi điều này sẽ khiến cho gia đình đục đục gặp những điều không may mắn. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, được đốt từ rơm nếp hoặc rơm tẻ, sàng lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.